Thưa quý vị, trường mẫu giáo Việt Triều được thành lập năm 1978 và tọa lạc tại khu B tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Trường được xây dựng bằng vốn viện trợ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và được coi là biểu tượng cho linh hồn, cho tình hữu nghị vượt thời gian, khoảng cách của hai nước Việt Nam và Triều Tiên. Và đến nay trải qua hơn 40 năm, trường vẫn giữ được quan hệ thân thiết với Đại sứ quán Triều Tiên. Những người vẫn thường xuyên đến đây tặng hoa, quà vào những dịp quan trọng của trường. Các phái đoàn từ Triều Tiên cũng thường xuyên tới thăm trường mỗi khi sang Việt Nam. Những ngày này khi mà chúng ta nhắc nhiều tới hội nghị Mỹ-Triều với nhiều sự háo hức và mong đợi, chương trình Cuộc sống 24 giờ muốn giới thiệu với quý vị khán giả ngôi trường đặc biệt này. Buổi sáng những ngày này hứng khởi hơn hẳn nhiều buổi sáng khác. Các cô và trò trường mầm non Việt Triều đang chăm chỉ chuẩn bị những tiết mục để hòa chung vào không khí đón lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ tổ chức ở Hà Nội sắp tới. Hai nước Việt Nam và Triều Tiên là bạn của nhau ạ. Bạn nhỏ ở đất nước Triều Tiên và các bạn nhỏ ở đất nước Việt Nam yêu quý nhau. Này cho chúng con ạ. Các cháu thì rất là hào hứng tập các những cái lời chào và lời chào lúc gặp mặt và lời chào tạm biệt bằng tiếng Triều. Và tại các lớp thì các con cũng được giới thiệu về đất nước Triều Tiên, về nhân dân Triều Tiên, về thủ đô, về lá cờ, về các món ăn đặc trưng và các cái trang phục đặc trưng của nhân dân Triều Tiên. Và cái sự phấn khởi, cái sự hào hứng đấy lan tỏa đến cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh rất là quan tâm đến sự kiện này. Trường Mẫu giáo Việt Triều có các lớp học đặc biệt mang tên Kim Nhật Thành, Kim Trang In. Trong các bài giảng, các cô giáo đã dạy cho học sinh hiểu hơn về văn hóa của Triều Tiên. Thông tin về đất nước bạn trên mạng không nhiều nên giáo viên ở đây nhận được sự giúp đỡ từ Đại sứ quán. Trường Mẫu giáo Việt Triều ban đầu chỉ có 4 lớp với 120 học sinh. Đến nay đã có 470 học sinh với 17 lớp học và 11 phòng chức năng. Đây cũng là một trong những trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt chuẩn về số trẻ trên lớp. Chúng tôi giới thiệu những cái danh lam thắng cảnh của Triều Tiên ấy, để cho các cháu tiếp cận và các cháu làm quen từ những cái lúc bắt đầu bước chân vào trường Mẫu giáo Việt Triều. Sau đấy chúng tôi cho học sinh tập những bài hát, thì mỗi khi mà trường có cái kế hoạch hoặc có những cái hội nghị thì thường thường chúng tôi đón Đại sứ quán Triều Tiên sang đây để tham dự các buổi lễ hội đó. Chúng tôi cũng đã được các bạn tổ chức kết nghĩa với trường mầm non Kiêng Sang của Triều Tiên. Đấy, và tại trường mầm non Kiêng Sang thì thành lập lớp mẫu giáo Hồ Chí Minh, và tại trường mẫu giáo Việt Triều thì thành lập hai lớp, lớp Kim Nhật Thành và lớp Kim Trương In, là mang tên hai lãnh tụ của nhân dân Triều Tiên. Cô trò của trường mầm non Việt Triều rất mong muốn lãnh đạo Kim Jong Un khi sang Việt Nam sẽ ghé thăm trường. Nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn nghệ mang truyền thống của hai nước để chào đón lãnh đạo của đất nước bạn Triều Tiên.